Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Tiệm đồ cổ Á Xá, tác giả Huyền Sắc. Phần 56. Thương Ngọc Tảo. Năm 294 sau Công Nguyên. Thạch Hy vò ống tay áo, lau sạch mò hôi túa ra trên lòng bàn tay vì căng thẳng, đi lững thững đằng sau cha vào phủ đệ nhà họ Vương. Hôm nay, Long Nhương tướng quân Vương Khải mở tiệc lớn đại khách, Thạch Hy cũng không hiểu cha mình nghĩ gì mà dẫn một đứa bé 6 tuổi như mình đi cùng. Thạch Hy là đứa con duy nhất của Thạch Sùng, 40 tuổi mới có cậu, nên từ nhỏ rất được cưng chiều. Hồi cậu còn bé hơn, thậm chí cậu còn chẳng ra khỏi sân nhà mình. Có lẽ do cảm thấy nuôi con trai theo kiểu khuê các này không ổn nên dạo này dù đi đâu Thạch Sùng cũng dẫn theo Thạch Hy, hôm nay đến phủ họ vương dự tiệc cũng không ngoại lệ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thạch hy gặp người lớn vẫn làm đủ những lễ nghi cần thiết dáng vẻ bắt chước người lớn của cậu càng khiến người khác yêu mến từ sau khi cậu vào phủ họ vương suốt dọc đường gặp rất nhiều khách khứa lớn nhỏ tất nhiên cũng kiếm được kha khá quà gặp mặt các loại tiệc của phủ họ vương làm trên một cái đình đài lớn nhất đình đài đủ để chứa hơn trăm người ở giữa trang trí bằng những tảng đá núi lúc này đang tiết xuân đẹp đẽ hoa tươi đủ màu sắc nở rộ, đua nhau khoe sắc. Dưới bóng hoa, còn có mấy chục vũ nữ mặc áo nhẹ rực rỡ, thân hình mềm mại, đang nhảy múa theo điệu nhạc từ phía xa xa vọng lại. Mặc dù bị nhành hoa nhành cây che khuất, không nhìn hết được các vũ nữ, nhưng khi vạt báo tung bay, cánh hoa lại rơi lác đác, cảnh tượng ấy có một vẻ đẹp không gì sánh được. Xung quanh đình đài có một hồ nước xanh biếc được đào. Sau khi chủ nhân tuyên bố vào tiệc, các vị khách lần lượt bước lên chiếc cầu Bạch Ngọc đi qua hồ nước đến đình đài ở giữa. Trên dòng nước xanh dập dềnh, những chiếc thuyền con chậm chậm chèo qua, trên mỗi chiếc thuyền con đều có vài người nhạc công, thổi tiêu sáo, chơi đàn, tiếng nhạc lúc thư thái lúc gấp gáp vang lên quanh đình đài, vọng lên trên cao. Lại BOI vì mỗi chiếc thuyền đều cách khá xa đình đài giữa hồ, nên tiếng nhạc không ảnh hưởng khách khứa nói chuyện, chỉ thấy văng vẳng vọng tới. Mỗi chiếc thuyền đều đi qua lại trên hồ, khoảng cách đến đình đài lúc gần lúc xa, vì vậy mà hợp âm của các nhạc cụ cũng biến đổi tùy lúc, càng cho thấy họ dụng công đến thế nào. Ở giữa đình đài, có một dòng nước uống lượng chảy qua, có lẽ là lợi dụng địa thế và máy móc, nước hồ từ một bên chảy quanh co bên trong đình đài, rồi đổ về phía bên kia. Trên dòng nước quanh co chảy giữa đình đài ấy là rất nhiều những chiếc đĩa sơn mài khảm vàng đựng đầy sơn hào hải vị và những chiếc chén ngọc khách hoa đổ đầy rượu ngon đang trôi xuôi dòng khách khứa tham gia yến tiệc ngồi ngay bên dòng nước, ngẩng lên là có thể thưởng thức điệu múa của các vũ nữ quanh họ. Cúi xuống là có thể lấy được đĩa chén đựng của ngon vật lạ lên thưởng thức, thích thú vô cùng. Thạch Hy cũng tự nhận mình ở nhà đã thấy không ít thứ đẹp đẽ, nhưng cảnh tượng xa hoa cực độ thế này là lần đầu cậu nhìn thấy, và cũng hiểu tại sao cha lại dẫn mình đi tới đây. Thạch Hy quay đầu tứ phía nhìn loanh quanh khắp nơi, hai mắt như thể không đủ để cậu dùng cho dù bị cha kéo xuống ngồi được một lúc, cậu vẫn ngó nghiêng hai bên, đặc biệt có hứng thú với những thứ địa chén trôi qua trước mặt trên dòng nước uống khúc. Đố là khúc thủy lưu thương. Thạch Sùng thấy con trai thích, bèn cười thì thầm giải thích. Ông cũng chẳng cần biết Thạch Hy có đọc được chữ không, cứ kéo tay cậu lại, lấy ngón tay viết bốn chữ đó lên lòng bàn tay cậu một lượt. Thạch Hy hoàn toàn chẳng hiểu cha viết cái gì, chỉ thấy buồn buồn tay, nhưng vẫn cứ đọc to bốn chữ đó lên theo cha. Ánh mắt cậu nhìn theo đĩa chén trôi trên nước, nhìn đến phía rìa của đình đài có mấy người hầu vội vã nhặt những thứ mà khách chưa dùng, đề phòng bị trôi ra ngoài hồ, rồi cậu mới hài lòng quay lại. Cậu cúi đầu nhìn cánh tay mẫm mỉm của mình, cố gắng thử tự mình vớt ít đồ lên ăn, nhưng cậu bé người hầu bên cạnh nhanh nhẹn hơn. Chỉ cần ánh mắt cậu hơi chú ý đến chiếc đĩa sơn mài nào là lập tức mau lẹ với tay ra vớt chiếc đó. Đồ ăn trên những chiếc đĩa đó món nào cũng rất đẹp. Món thịt thì có đủ loại trên trời dưới đất, làm bằng đủ cách như thịt băm, hầm, nấu canh, hấp, quay, bỏ lò, rán, áp chảo, dầm đường, ủ muối, trộn. Cá thì trực tiếp đánh dưới hồ lên rồi nấu nướng tại chỗ trên thuyền, vị rất tươi ngon. Ở giữa có điểm suyết trâu xanh và hạt dưa các màu, lại còn có những món mì món bánh rất tinh tế, chủng loại nhiều không đếm xuể thảo nào phải dùng hình thức khúc thủy lưu thương để bày tiệc. Được cha cho phép bắt đầu ăn, Thạch Hy lập tức sáng mắt lên. Mỗi món đều chỉ lấy một ít, nhưng bởi vì nhiều thứ quá nên cái bụng nhỏ của cậu rất mau chóng được lấp đầy, đành phải nhìn xuông từng cái đĩa chảy qua trước mặt. Nhưng nhìn mà ăn không nổi có phải là càng đau khổ không? Thạch Hy xoa xoa cái bụng đã căng phòng, vừa uống nước đào vừa nhìn ngó sang hai bên. Thạch Sùng với mấy người khách bên cạnh mời rượu xả giao xong quay sang thấy bộ dạng cậu, cũng chẳng để ý xem cậu có hiểu gì hay không, cứ thì thầm giới thiệu các vị ngồi hai bên dòng nước. Thật ra có nhiều người cậu đã gặp từ lúc đi vào đây rồi, nhưng làm quen thêm lần nữa cũng chẳng có gì không tốt. Thạch Hy cẩn thận đối chiếu từng món quà gặp mặt cất trong ống tay với người mà cha giới thiệu. Vị trí ngồi phía đầu nguồn là của chủ nhà. Thạch Sùng cũng không khắc khe bắt con nhớ hết mọi người, nhưng vài người quan trọng thì ít nhất cũng phải có ấn tượng. Ông thì thầm tới vài lần, rồi mới thở dài, hi con, cho dù là khúc thủy lưu thương cũng cần có rất nhiều điều phải chú ý. Được cha chỉ bảo, Thạch Hy mới phát hiện ra rằng các vị khách ngồi ở đầu dòng không dám tùy ý chọn món. Đồ của khách ngồi cuối dòng cũng là đồ người khác đã lấy trước, còn cha con họ thì ngồi ở vị trí giữa dòng. Thưa cha, vì sao chúng ta không ngồi ở kia? Thạch Hy chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi. Chỗ ngồi đã được quyết định trước. Thạch Sùng uống một ngụm rượu lệ chi lục, liêm diêm mắt thích thú. Loại rượu này dùng phương pháp ủ có từ đời Hán, lấy quả vải làm nguyên liệu chính, ủ cùng với ngũ cốc mà thành. Số năm ủ rượu càng cao, màu sắc sẽ càng thẩm. Chén lệ chi lục trên tay Thạch Sùng đã gần sang màu xanh biếc, có thể thấy rượu tương đối lâu năm, đủ thấy chút ít tài lực của họ vương vững vàng thế nào những chỗ ngồi này là dựa vào cái gì để quyết định thạch hy tò mò sáng lại ngửi ngửi chén rượu trên tay cha sau đó nhăn mũi lại vì hương rượu cây nồng chẳng gì ngoài hai chữ danh lợi thạch sùng thưởng thức hương rượu nồng trong miệng cười rồi nói danh là danh tiếng danh vọng lợi là lợi lộc lợi ích thạch hy nghe nhưng cũng chẳng hiểu đôi mắt mở tròn thơ ngay chớp chớp tức là phải trở nên giàu có hoặc rất có tài hoặc ai ai cũng biết tới, thì mới được ngồi ở chỗ tốt. Thạch Sùng nhìn sang phía trung thượng lưu đang ồn ào, trong mắt thoáng qua một khát vọng, rồi nhanh chóng lại giấu thật kỹ đi. Ô, nghe thật là phiền phức, con ngồi đây là được rồi. Thạch Hy chép miệng, cảm thấy cho dù là đồ người khác đã gấp, thì cũng có rất nhiều loại, đủ cho cậu ăn rồi. Thạch Sùng nhìn cái vẻ không có chí tiến thủ của đứa con mình, len lén thở dài. Mà thôi, nếu con trai không biết tiếng thủ thì tự ông cố gắng thêm chút nữa vậy. Thạch Hy rời mắt khỏi khúc thủy lưu thương, nhìn sang hai bên. Mà thật ra, chẳng có ai như cậu đến nơi là cắm đầu vào ăn, xung quanh có người thì đang cao giọng biện luận, có người thì nâng chén làm thơ, lại có người uống rượu đã say, không còn biết lễ nghi gì nữa, đứng dậy đi vào rừng tìm vũ nữ mua vui. Cậu đang nhìn chăm chăm về phía khu rừng thì có một bàn tay trắng ngang trước mắt ngăn cản tầm nhìn của cậu, rồi dùng ngón tay đẩy má cậu bắt cậu quay đầu lại. Cha! Thạch Hy bực tức kháng nghị. Hy con, thứ phi lễ thì không nhìn. Thạch Hy định cãi lại vài câu, thì bị những sự việc tiếp theo làm kinh ngạc đến mức không có thời gian để ca cẩm. Hình như có người nói gì đó, một đội người hầu liền chạy ra, một chiếc thuyền nhỏ trên hồ quay đầu chèo về hướng đình đài sau đó năm nhạc công trên thuyền bị đám người hầu áp giải lên lần lượt quỳ phục bên dòng khúc thủy chuyện gì xảy ra đây thạch hy sáng mắt lên rướn cổ nhìn để xem là chuyện gì nhưng tiếc là người cậu thấp bé quá dù đứng dậy cũng không nhìn thấy gì chỉ biết giọng tai lên nghe mọi người xung quanh nói chuyện nghe đồn sử trọng thích âm luật quả là danh bức hư truyền có thể nghe ra ngay chỗ sai của tiếng sáo nghe đâu một nhạc công thổi một âm cung thành âm thương sao. Thời xưa nhạc phổ chia cao độ làm năm cung, cung, thương, chốc, chủy, vũ. Chà, sai thì thôi chứ sao, việc gì phải nói ra, chẳng phải làm xấu mặt Long Nhương tướng quân hay sao. Tên vương sử trọng đó, sau khi cưới được công chúa Tương Thành, trèo lên được nơi cao, liền không coi ai ra gì. Không phải đâu, nếu tính ra thì Long Nhương tướng quân là cậu của Vương Sử Trọng, người trong nhà với nhau cả mà. Hừm, cứ chờ xem, không đơn giản thế đâu. Ban nãy khi giới thiệu, Thạch Sùng cũng nhấn mạnh giới thiệu Long Nhương tướng quân và Vương Sử Trọng, Thạch Hy dễ dàng tìm thấy họ. Long Nhương tướng quân chính là Vương Khải, chủ nhân buổi tiệc này, ngồi ghế chủ, lớn tuổi hơn cha cậu đôi chút, sắc mặt hơi tối, hai mắt hiếp bé như sợi chỉ nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt sắc lạnh của ông ta. Thạch Hy sờ lên con ngựa bằng bạch ngọc trong túi ống tay, đối chiếu được ngay quà gặp mặt với người tặng. Còn Vương Sử Trọng đã làm phò mã, tên là Vương Đôn, tự là Sử Trọng, là người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Long Dương tướng quân Vương Khải. Anh ta chỉ khoảng hơn 20 tuổi, đôi hàng lông mày thưa mỏng, tướng mạo tuấn tú, mặc một chiếc áo dài trắng, mũ cao đai rộng, thật phong lưu quý phái. Anh ta chỉ ngồi một chỗ, nhưng dựng thẳng lưng, so với người xung quanh có cảm giác vượt trội lên hẳn. Thạch Hy lại lục lọi trong túi ống tay, không tìm thấy quà ra mắt của người này, bực dọc biểu môi. Đồ bổn xỉn. Hơn nữa người này nhìn là thấy có vấn đề, trong yến tiệc cười nói ồn ào, chiếc thuyền lại cách xa đình đài đến thế, thì cần đôi tai như thế nào mới có thể nhận ra người ta thổi sai một âm. Lúc này, Vương Khải, chủ nhân của bữa tiệc, đã cất tiếng nói, sử trọng, cháu nói là tiếng sáo bị sai, nhưng nhạc công trên thuyền có tới 5 người, chẳng lẽ lại xử phạt tất cả. Phải làm sao đây? Nghe tiếng nói, những người không phận sự ở một đầu khúc thủy cũng biết đường dẹp ra, để lộ ra 5 người nhạc công đang quỳ dưới đất. Có lẽ vì tiếng nói của Long Dương tướng quân truyền đi khắp nơi, nên tiếng nhạc trên các thuyền giữa hồ đột nhiên im bặt, đến cả những vũ nữ trong khu rừng cũng ngừng múa, lặng lẽ quỳ xuống. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, bữa tiệc vừa nãy cùng ồn ào náo nhiệt đã trở nên yên lặng khác thường. Sự trái ngược quá lớn khiến người ta ngọc thở. Thạch Hy bất chợt nhìn về phía bên kia dòng khúc thủy, năm người nhạc công đều còn rất trẻ, mặc áo chẹn ống tay hẹp rất đặc biệt, có nam có nữ, trong tay cầm sáo. Ban nãy do cách xa cậu không nhìn rõ, giờ xem chừng nhạc công ở mỗi chiếc thuyền đều chỉ dùng một thứ nhạc cụ duy nhất. Nghe khách khứa xung quanh thì thầm nói chuyện, thạch hy thấy mọi người đều cho rằng việc này nên bỏ qua dù sao cũng không phạt tập thể được nói cho cùng cũng chỉ là thổi sai một âm thôi mà chắc gì đã có chuyện đó thật việc gì phải làm căng hơn nữa cho dù đúng là thổi sai âm đi tra hỏi năm nhạc công này sẽ xảy ra hai tình huống một là tất cả đều chỉ người thổi sai hai là cùng chỉ trích lẫn nhau cho dù là tình huống nào thì cũng rất khó coi thạch hy đứng hóng hy vọng xem được màn kịch hay thì không ngờ Vương Đôn chỉ cười nhạt, chỉ sang phía bên kia dòng khúc thủy nói chậm rãi, là người ở giữa. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn vào người nhạc công quỳ ở giữa, đó là một thiếu nữ mới khoảng hơn 10 tuổi. Cô cúi đầu run rẩy, không biện hộ câu nào, dường như là đã thừa nhận. Thạch Hy ngạc nhiên tròn mắt, chẳng lẽ Vương Đôn vương sự trọng kia thật sự có đôi tai thần kỳ đến thế. Sự việc xảy ra tiếp theo khiến tất cả người trong tiệc kinh hãi người nhà công thiếu nữ sau khi bị chỉ ra, liền lập tức bị một người hầu bên cạnh dơ đao chém chết, máu tươi bắn ra liền nhuộm đỏ lên sàn đá xanh dưới chân cô. Khách hứa đều biến sắc mặt, còn kẻ đầu tiên gợi ra chuyện này là Vương Đôn thì mặt không biến sắc, vẫn thản nhiên uống rượu trong chén. Thạch Hy sợ hãi đến nỗi suýt hét lên, may mà Thạch Sùng đứng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn, bịt miệng cầu lại. Thi thể của nhạc công thiếu nữ bị lôi ra, Máu tươi cũng nhanh chóng được lau sạch, bốn người nhạc công còn lại cũng đã được đưa xuống. Không khí quá dị chỉ kéo dài vài phút, tiếng nhạc lại tiếp tục nổi lên, các vũ nữ lại tiếp tục múa hát, mặc dù vẻ mặt của những người khách không còn được tự nhiên, nhưng vẫn quay trở lại chén thù chén tạc. Thạch Hy dù còn nhỏ tuổi, cũng đã nhìn thấy những con vật nuôi bị chết, biết cái chết là thứ khủng khiếp thế nào. Chính bởi vì biết, cậu mới càng sợ hãi, một lúc lâu vẫn chưa định thần được trong lúc còn hoảng hòn thạch hy nghe thấy có người thì thầm hỏi cha cậu đang ở bên cạnh người nhạc công đó đúng là thổi sai một âm à nếu bị oan vì sao không lên tiếng biện hộ người ta sinh ra đã có đẳng cấp thân làm kẻ dưới thì làm gì có quyền chống đối đám quý tộc nói thế nào thì sẽ là như thế thôi thạch sùng cảm khái nói giơ cao chén rượu nói đầy ẩn ý các vị hãy trân trọng thân phận của mình thạch hy ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cha mình biết chắc rằng ông có lời muốn nói với mình quả nhiên thạch sùng đưa tay xoa đầu cậu ôn tồn dạy bảo hy con tất cả mọi việc ở đây có lẽ chỉ là một vở kịch không cần suy nghĩ quá nhiều kịch có nhớ lời ta nói ban nãy không những người được mời hôm nay đều là văn nhân nhã sĩ của triều đại tấn ta có một vở kịch như thế e là không cần đến ngày mai khắp thành lạc dương đều biết đến cái tên vương đôn vương sử trọng rồi cái đó có phải là danh không thạch hy ngay người hỏi đúng đấy thạch sùng rất hài lòng vì hôm nay dẫn được con trai đi ra ngoài học hỏi mặc dù liều thuốc này quá nặng nhưng xem ra hiệu quả không tồi thạch hy vẫn đang ngây ngây dại dại cái đầu nhỏ của cậu có rất nhiều câu hỏi không trả lời được thức ăn ngon đến đâu cảnh vật đẹp đến đâu với cậu cũng đều đã bị phủ lên một lớp màu đỏ máu dày, có lẽ vì thấy cậu không thích thú gì, nên buổi tiệc mới được già nữa. Thạch Sùng đã dẫn cậu cáo từ đi về, lên xe trâu của nhà họ Thạch mới đi lóc cốc được một đoạn thì dừng lại. Lão gia, có người xin gặp dân đồ quý để xin được che chở. Người đánh xe của nhà họ Thạch nhỏ giọng bẩm báo. Thạch Sùng vén rèm xe lên, người hầu ở dưới lập tức đưa lên một chiếc hộp gấm đã mở trong hộp gấm có một hạt châu màu xanh lục đang nằm lặng lẽ. Thạch Hy nhìn liếc một cái rồi liền nhìn ra phía ngoài xe, phát hiện ra một nam nhân trẻ tuổi đang quỳ bên canh bánh xe. Có lẽ là một trong bốn nhạc công bị liên lụy và bị đuổi ra khỏi phủ họ Vương. Anh ta mặc trang phục nhạc công của phủ họ Vương, trong tay vẫn cầm cây sáo, trên quần áo còn dính vệt máu, chính là do ban nảy bị bắn phải. Nhạc công ở phủ họ Vương đều trải qua sự dạy dỗ cẩn thận trong nhiều năm. Khi con, cha nhớ con thích tiếng sáo, có muốn đem về ồn ào, chiếc thuyền lại cách xa đình đại đến thế, thì cần đôi tai như thế nào mới có thể nhận ra người ta thổi sai một âm. Lúc này, Vương Khải, chủ nhân của bữa tiệc, đã cất tiếng nói, xử trọng, cháu nói là tiếng sáo bị sai, nhưng nhà công trên thuyền có tới năm người, chẳng lẽ lại xử phạt tất cả? Phải làm sao đây? Nghe tiếng nói, những người không phận sự ở một đầu khúc thủy cũng biết đường dẹp ra, để lộ ra năm người nhạc công đang quỳ dưới đất. Có lẽ vì tiếng nói của Long Dương tướng quân truyền đi khắp nơi, nên tiếng nhạc trên các thuyền giữa hồ đột nhiên im bặt, đến cả những vũ nữ trong khu rừng cũng ngừng múa, lặng lẽ quỳ xuống. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, bữa tiệc vừa nãy cùng ồn ào náo nhiệt đã trở nên yên lặng khác thường. Sự trái ngược quá lớn khiến người ta ngọc thở. Thạch Hy bất chợt nhìn về phía bên kia dòng khúc thủy, năm người nhạc công đều còn rất trẻ, mặc áo chẹn ống tay hẹp rất đặc biệt có nam có nữ trong tay cầm sáo ban nãy do cách xa cậu không nhìn rõ giờ xem chừng nhạc công ở mỗi chiếc thuyền đều chỉ dùng một thứ nhạc cụ duy nhất nghe khách khứa xung quanh thì thầm nói chuyện thạch hy thấy mọi người đều cho rằng việc này nên bỏ qua dù sao cũng không phạt tập thể được nói cho cùng cũng chỉ là thổi sai một âm thôi mà chắc gì đã có chuyện đó thật việc gì phải làm căng hơn nữa cho dù đúng là thổi sai âm đi tra hỏi năm nhạc công này sẽ xảy ra hai tình huống, một là tất cả đều chỉ người thổi sai, hai là cùng chỉ trích lẫn nhau, cho dù là tình huống nào thì cũng rất khó coi. Thạch Hy đứng hóng hy vọng xem được màn kịch hay thì không ngờ Vương Đôn chỉ cười nhạt, chỉ sang phía bên kia dòng khúc thủy nói chậm rãi, là người ở giữa. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn vào người nhạc công quỳ ở giữa, đó là một thiếu nữ mới khoảng hơn 10 tuổi. Cô cúi đầu run rẩy không biện hộ câu nào, dường như là đã thừa nhận. Thạch Hy ngạc nhiên tròn mắt, chẳng lẽ vương đôn vương sự trọng kia thật sự có đôi tai thần kỳ đến thế? Sự việc xảy ra tiếp theo khiến tất cả người trong tiệc kinh hải. Người nhà công thiếu nữ sau khi bị chỉ ra, liền lập tức bị một người hầu bên cạnh dơ đau chém chết, máu tươi bắn ra liền nhuộm đỏ lên sàn đá xanh dưới chân cô. Khách khứa đều biến sắc mặt, còn kẻ đầu tiên gợi ra chuyện này là Vương Đôn thì mặt không biến sắc, vẫn thản nhiên uống rượu trong chén. Thạch Hy sợ hãi đến nỗi suýt hét lên, may mà Thạch Sùng đứng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn, bịt miệng cầu lại. Thi thể của nhạc công thiếu nữ bị lôi ra, máu tươi cũng nhanh chóng được lau sạch, bốn người nhạc công còn lại cũng đã được đưa xuống. Không khí quá dị chỉ kéo dài vài phút, tiếng nhạc lại tiếp tục nổi lên, các vũ nữ lại tiếp tục múa hát. Mặc dù vẻ mặt của những người khách không còn được tự nhiên, nhưng vẫn quay trở lại chén thù chén tạc. Thạch Hy dù còn nhỏ tuổi, cũng đã nhìn thấy những con vật nuôi bị chết, biết cái chết là thứ khủng khiếp thế nào. Chính bởi vì biết, cậu mới càng sợ hãi, một lúc lâu vẫn chưa định thần được. Trong lúc còn hoảng hòn, Thạch Hy nghe thấy có người thì thầm hỏi cha cậu đang ở bên cạnh, người nhạc công đó đúng là thổi sai một âm à. Nếu bị oan, vì sao không lên tiếng biện hộ? Người ta sinh ra đã có đẳng cấp, thân làm kẻ dưới, thì làm gì có quyền chống đối? Đám quý tộc nói thế nào thì sẽ là như thế thôi. Thạch sùng cảm khái nói, dơ cao chén rượu, nói đầy ẩn ý, các vị, hãy trân trọng thân phận của mình. Thạch Hy ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào cha mình biết chắc rằng ông có lời muốn nói với mình. Quả nhiên Thạch Sùng đưa tay xoa đầu cậu, ôn tồn dạy bảo, con, tất cả mọi việc ở đây có lẽ chỉ là một vở kịch, không cần suy nghĩ quá nhiều. Kịch Có nhớ lời ta nói ban nãy không? Những người được mời hôm nay đều là văn nhân nhã sĩ của triều đại tấn ta. Có một vở kịch như thế, e là không cần đến ngày mai, khắp thành Lạc Dương đều biết đến cái tên Vương Đôn Vương Sử Trọng rồi. Cái đó, có phải là danh không? Thạch Hy ngay người hỏi. Đúng đấy. Thạch Sùng rất hài lòng vì hôm nay dẫn được con trai đi ra ngoài học hỏi. Mặc dù liều thuốc này quá nặng, nhưng xem ra hiệu quả không tồi. Thạch Hy vẫn đang ngây ngây dại dại, cái đầu nhỏ của cậu có rất nhiều câu hỏi không trả lời được. Thức ăn ngon đến đâu, cảnh vật đẹp đến đâu, với cậu cũng đều đã bị phủ lên một lớp màu đỏ máu dày. Có lẽ vì thấy cậu không thích thú gì, nên buổi tiệc mới được già nữa, Thạch Sùng đã dẫn cậu cáo từ đi về, lên xe trâu của nhà họ Thạch mới đi lóc cóc được một đoạn thì dừng lại lão gia có người xin gặp dân đồ quý để xin được che chở người đánh xe của nhà họ thạch nhỏ giọng bẩm báo thạch sùng vén rèm xe lên người hầu ở dưới lập tức đưa lên một chiếc hộp gấm đã mở trong hộp gấm có một hạt châu màu xanh lục đang nằm lặng lẽ thạch hy nhìn liếc một cái rồi liền nhìn ra phía ngoài xe phát hiện ra một nam nhân trẻ tuổi đang quỳ bên canh bánh xe có lẽ là một trong bốn nhạc công bị liên lụy và bị đuổi ra khỏi phủ họ Vương. Anh ta mặc trang phục nhạc công của phủ họ Vương, trong tay vẫn cầm cây sáo, trên quần áo còn dính vệt máu, chính là do ban nãy bị bắn phải. Nhạc công ở phủ họ Vương đều trải qua sự dạy dỗ cẩn thận trong nhiều năm. Hi con, cha nhớ con thích tiếng sáo, có muốn đem về nhà không? Người trung niên áo tím tùy ý hỏi. Ông không có ý định hỏi người nhạc công, bởi vì với thân phận của ông cho dù thấy người kia ngứa mắt cứ thu lấy hạt châu rồi rút đau chém chết cũng chẳng sao cũng như người nữ nhạc công bị chết ban nãy bọn họ và ông không phải là những người cùng đẳng cấp với nhau thạch hy không biết mình có lúc nào thích tiếng sáo không cậu nhất thời không biết trả lời ra sao chỉ biết nhìn chằm chằm vào người nhạc công trẻ tuổi đang quỳ còn anh ta thì hình như cảm nhận được chậm rãi ngẩng đầu lên chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang ầm lên bài hành khúc thổ nhĩ kỳ bác sĩ giật mình mở mắt hoang mang nhìn trần nhà một lúc lâu mới thực sự thoát khỏi giấc mộng ly kỳ nhưng mọi thứ trong giấc mơ lần này không hề giống như những giấc mơ khác nó không lập tức trở nên mơ hồ mà anh càng nhớ lại nó càng rõ ràng hơn khúc thủy lưu thương nói trắng ra nó là sushi băng chuyền thôi mà nhưng độ hoành tráng thì sushi băng chuyền không thể bằng được có điều, đúng lúc người nhạc công trẻ tuổi ngẩng đầu lên thì anh tỉnh dậy, không thể nhìn rõ được mặt người đó. Vì sao? Anh lại để ý chuyện đó. Từ góc nhìn trong giấc mơ, mặc dù chỉ nhìn thấy được đến cầm của người đó, nhưng cảm giác quen thuộc kỳ lạ khiến anh rung lên. Bác sĩ vẫn thẫn thờ nằm thêm nửa phút nữa trong tiếng nhạc hành khúc thổ nhĩ kỳ mạnh mẽ, cho đến khi thang viễn ở phòng bên cạnh không chịu nổi nữa, đến tắt báo thức điện thoại của anh đi. Vậy thôi, chú bảo sáng nay có ca phẫu thuật cơ mà. Mau đi làm kiếm tiền nuôi cháu đi chứ. Cậu bé thang viện giáo huấn rất nghiêm túc, vậy mà vừa quay đầu nhìn thì lập tức nín lặng. Hạt châu màu xanh này nhặt đâu về thế này? Trước đây cháu không thấy nó, vỡ rồi mà chú vẫn giữ à. Cái đèn đặt đầu giường cũng chính là một con mèo chiêu tài. Trên cái tay dơ lên của nó có đặt một hạt châu đã vỡ, dưới ánh nắng buổi sớm lấp lánh ánh sáng màu xanh lục thẩm chú cũng không biết bác sĩ nhăn mày hạt châu này anh tìm được trong túi áo sau khi từ đại học minh đức trở về cũng không rõ vì sao mình không vứt đi mà tiện tay đặt ở đầu giường giờ nghĩ lại hạt châu đặt trong chiếc hộp gấm nhìn thấy trong mơ màu sắc và kích cỡ cũng na ná viên này giấc mơ đúng là phản ánh hiện thực ư nhưng vì sao anh lại mơ thấy mình biến thành đứa bé tên là thạch hi còn mơ thấy cả cha đứa bé nữa bác sĩ mím môi anh vốn nghĩ rằng mình qua thời kỳ trung học là đã không nằm mơ thấy bố mẹ rồi có phải sâu thẳm trong tiềm thức vẫn hy vọng sự có mặt của bố mẹ tâm trạng của anh bế tắc kỳ lạ đến bệnh viện làm việc cả ngày bao nhiêu việc lặt vặt quấn thân mà vẫn không thấy khá lên đến tối khi sắp sửa tan ca mới có thời gian trở về phòng làm việc thuần qua thấy anh như vậy liền trêu sao mà trong sầu não thế bị em dịp từ chối à anh có nghe người ta nói chuyện hai người nửa đêm đi hẹn hò đấy nhé ai phao tin đồn linh tinh thế bác sĩ ngớ người rồi thanh minh với giọng nghiêm túc hiếm thấy đừng có đồn đại linh tinh không hay cho con gái nhà người ta đâu thuần quang ngạc nhiên nhíu mày đi quanh bác sĩ một vòng vỗ lên vai anh hỏi vậy thì là chuyện gì mặt mày cau có thật chẳng giống cậu chút nào bác sĩ nhăn nhó lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo blue nói cách khó khăn, điện thoại mới mua vỡ màn hình rồi. Vấn đề là anh còn chẳng biết màn hình nó vỡ thế nào, hoàn toàn không nhớ nổi gì luôn. Nén đau thương đi, thuần qua vuốt mặt, đập tay anh một cách vô vọng. Màn hình vỡ rồi thì đi thay. Thay hàng chính hạn mất gần 2.000 tệ đấy. Lên mạng mua tuy rẻ hơn nhưng mà không dám thay. Bác sĩ buồn bực nói. Với lại sắp phải trả tiền thuê nhà năm sau rồi, phải tiết kiệm một chút. Dù sao điện thoại vẫn dùng được thì cứ dùng tạm vậy. Bác sĩ vào đầu, không nói là nhà mình còn thêm một cái miệng ăn cần phải nuôi nữa. Cho dù nuôi thang viễn không tốn kém mấy, nhưng vẫn cứ phải có một khoản để dành, đề phòng bất chắc. Nói đến vấn đề kinh tế, cho dù là bạn thân cỡ nào cũng không tiện nói. Thuần qua chỉ biết mời ăn, tối đi ăn gì không. Nhưng mà anh phải kiểm tra phòng bệnh xong mới về được, dắt theo thằng bé nhà cậu đi anh mời hai chú cháu ăn lẩu. Trời mùa hè ăn lẩu làm gì? Bác sĩ lầu bầu, nhưng mà vẫn hẹn thời gian địa điểm, gọi cú điện thoại cho thang viễn bảo cậu bé đến bệnh viện, hai người cùng ngồi đợi chú chân dài tốt bụng tan làm mời đi ăn. Thật ra không chỉ có thuần qua nhận ra tâm trạng bác sĩ không vui, thang viễn là người cận kề sớm tối với anh cũng đã phát hiện ra. Ăn xong lẩu đi về nhà, thang viễn thấy bác sĩ ngồi vào bàn biết biết bẻ bẻ rồi lại bấm máy tính chẳng mấy khi cậu thấy anh làm việc này thang viễn mang một bụng tò mò lợi dụng cơ hội đưa cốc nước cũng liền ngó vào nhìn lập tức nhận ra anh đang tính sổ sách xem chừng nguyên nhân là đây khoản chi này là gì thế ạ à? thang viễn chỉ vào con số to nhất trong lòng lo lắng ông sư phụ ham ăn kia không cho cậu đồng sinh hoạt phí nào đã đá cậu ra ngoài cậu đang nghiêm túc nghĩ chuyện có nên đến tiệm của nhị sư huynh kiếm ít đồ cổ đem bán không nhưng nhị sư huynh hình như cũng không có nhà mà. Là tiền thuê nhà đấy, sắp phải nộp tiền thuê của năm tới rồi, hồi xưa chú ký hợp đồng mỗi năm đóng một lần. Bác sĩ cắn cắn bút, nói không rõ tiếng. Dù ngày xưa thuê căn nhà này rất rẻ, nhưng tiền thuê mỗi năm một tăng, một lần nộp tiền cho cả năm là một khoản lớn. Bác sĩ lấy chiếc điện thoại vỡ màn hình làm máy tính để tính, một lúc lâu sau mới nhận ra thang viễn vẫn ở đó, mà còn cúi đầu ngẫm nghĩ dù bác sĩ chẳng phải người tinh tế gì nhưng cũng hiểu ra vội vàng giải thích thôi đừng có thế không liên quan đến cháu đâu dù không nuôi cháu thì chú vẫn phải trả tiền nhà mà thật ra nuôi thêm cháu đâu tốn thêm bao nhiêu thang viện ngẩng đầu lên chăm chú quan sát nét mặt của bác sĩ còn anh thì cũng kịp thời nở nụ cười thành thật không hề biết điệu bộ này của mình ngốc nghếch đến mức nào trong mắt người khác thang viện xác nhận một hồi rồi mới thở dài như ông cụ non vỗ vai bác sĩ nói rất rành rọt chú còn chưa đến tuổi mà sao đã lẩm cẩm như người già rồi thế tự mình làm mà mình còn không nhớ sao bác sĩ trợn mắt định hỏi xem chuyện gì thì đã thấy thang biển sọ dép lê loẹt quẹt chạy tới trước tủ sách kéo ngăn kéo ra lôi một cái túi tài liệu từ trong đó ra rồi lại loẹt quẹt dép chạy về đưa ra trước mặt anh tò mò cúi xuống dở ra xem mắt bác sĩ mở càng to hơn nữa đây là giấy tờ nhà đất cũng chính là ngôi nhà mà anh đang ở hơn nữa còn có chữ ký của anh anh mua căn nhà này từ khi nào vì sao anh hoàn toàn không có ấn tượng gì bác sĩ ngớ người cầm giấy tờ trong tay lật đi lật lại xem mấy lần anh xem đi xem lại hết cả hợp đồng mua bán giấy sang tên biên lại thuế sổ đỏ bên trong túi xem mãi vẫn thấy đây không thể là giả nhưng mà anh lấy đâu ra tiền mua nhà Mới đi làm có vài năm, giá nhà ở thành phố này cao đến mức không chạy theo nổi, cho dù căn nhà này rẻ một chút thì anh cũng không thể chi trả nổi. Năm 295 sau công nguyên. Buổi yến tiệc tại nhà Long Nhương tướng quân Vương Khải là một nỗi ám ảnh to lớn đối với Thạch Hy. Hôm đó sau khi về nhà, cậu không hiểu tại sao lại lăn ra ốm một trận. Thạch Sùng cứ tự trách bản thân mãi, sau này không dám dẫn cậu ra ngoài nữa nhưng về đến nhà thường sẽ đem những việc mình gặp kể lại cho cậu nghe. Nhà Vương Khải thường xuyên tổ chức yến tiệc, sau này có lần còn đáng sợ hơn cả lần trước. Vương Khải lại có trò mới, lệnh cho vũ nữ mời rượu, nếu khách được mời không uống thì tức là vũ nữ mời rượu làm ăn tắc trách. Phủ họ Vương không cần vũ nữ tắc trách, sẽ giết ngay. Khách được mời rượu cho dù không nể mặt người đẹp thì cũng phải nể mặt Long Dương tướng quân mà uống nhưng khi đến lượt vương đôn, thì hắn nói không muốn uống gì cả. Người đẹp mời rượu sợ đến tái mặt, khóc lóc ầm ĩ, thậm chí giữa tiệc giết liền luôn vài vũ nữ, vương đôn cũng chẳng hề đổi sắc mặt. Vương đôn dùng vài mạng người, cuối cùng cũng khiến danh tiếng hắn nổi khắp thành Lạc Dương. Khi Thạch Sùng quay về kể lại cho Thạch Hy, ông có chút giọng khinh khỉnh. Thạch Hy còn nhỏ tuổi, không thể biết trong lời cha mình đang giấu sự ngưỡng mộ người nhạc công bị đuổi khỏi phủ họ vương đã ở lại trong nhà họ thạch hàng ngày thổi sáo véo von thạch hy vốn không thích gì tiếng sáo nhưng nghe hàng ngày rồi cũng thành quen ông nội cậu là thạch bào công thần khai quốc của triều tấn trước khi mất ông đem tài sản chia cho con cháu chỉ riêng cha cậu là thạch sùng thì không cho một xu thạch hy cảm thấy nhà mình đã rất giàu rồi nhưng từ khi đến phủ họ vương mới hiểu thế nào là khác nhau trời vực nhưng rất nhanh sau đó, cha cậu bắt đầu thăng quan. Nhận chức Nam Trung Lang tướng, Thứ sự Kinh Châu, Kim lãnh chức Hiệu úy Nam Man, thêm chức Ân Dương tướng quân. Thạch Hy không rõ một loạt chức vụ lớn đó phải gánh vác bao nhiêu việc triều chính, nhưng cha cậu càng ngày về càng muộn. Có hôm về nhà rồi cũng đi tới chỗ mấy người thiếp, không vào phòng của cậu nữa. Gần như mỗi tháng cậu chỉ gặp được cha có một đôi lần. Ngược lại, Nhà họ Thạch bắt đầu giàu có lên, phủ đệ bắt đầu được mở rộng, còn xây thêm biệt viện ở một chỗ đất khác. Trong phủ có nhiều hơn những thứ trang sức do người khác tặng, giá trị liên thành, trên mâm cơm cũng cố nhiều cao lương mỹ vị hơn. Nhưng không có cha bên cạnh, Thạch Hy cảm thấy những mỹ vị này chẳng ngon bằng ngày xưa bốn món một canh. Thiếu gia, vì sao không vui thế? Tiếng sáo véo von ngừng lại, một giọng nam nhân ấm áp vang lên từ ngoài hành lang thạch hy buông đũa lấy khăn lụa lau miệng nhìn sảnh đường trống trải cậu thở dài buồn bã như ông cụ non vì tiếng sáo đã dứt sảnh đường trở nên tĩnh lặng lại nghe thấy tiếng đàn sáo ở những khu nhà khác loáng thoáng vang lên càng khiến nơi này trở nên cô quạnh thạch hy quay đầu lại nhìn về phía tiếng tiêu sáo truyền tới khuôn mặt nhỏ buồn bã cậu biết khu nhà bên đó có một vũ nữ tên là lục châu giỏi múa điệu minh quân vũ nổi tiếng khắp lạc dương rất được cha cậu sủng ái. Nhạc sư, lục châu kia là do anh giới thiệu phải không? Thạch Hy câu mặt, nói rành rọt từng chữ. Có thể người khác không chú ý, nhưng cậu vẫn nhớ hạt châu màu xanh lục được dâng lên, cậu chưa hề được cầm. Sau đó không lâu, nhà họ Thạch bỗng dưng nảy ra một vũ nữ tên là Lục Châu. Bẩm thiếu gia, đó là giao dịch giữa tôi và lão gia. Tiếng nói của nhạc sư không nhanh không chậm, hoàn toàn không hề tỏ ra bực dọc vì bị bóc mẻ. Lão gia muốn sự giàu có không gì sánh nổi, nên tôi đã dân lục châu. Vậy anh đổi lấy thứ gì? Thạch Hy không tin, chắc tay nhạc sư này đang lừa trẻ con. Mặc dù cậu đúng là trẻ con, nhưng cũng không ngây thơ đến mức đấy. Nếu nhạc sư đó có tài đến vậy, THL cần gì phải đi làm một nhạc công bị người khác quyết định sự sống chết? Tất nhiên là đổi lấy việc được đi theo cả đời nhạc sư không lên tiếng chắc hẳn biết dù mình nói gì thiếu gia nhà họ thạch cũng không tin thạch hy không vì thế mà giận tính tình cậu vẫn rất hiền hòa lời vừa rồi coi như là nói đùa cậu buồn bã nhìn lên bầu trời đêm đầy sao hỏi đầy nghi hoặc nhạc sư hai chữ danh lợi khiến người đời say mê đến thế sao cậu không nghĩ ra cũng không thể hiểu được nhưng cậu hỏi câu này cũng không phải là muốn có câu trả lời cậu liền tự cười bản thân có lẽ đợi khi ta lớn ta sẽ hiểu thôi trả lời cậu là một tiếng thở dài với cảm xúc phức tạp ở ngoài hành lang lại mơ thấy triều đại đó rồi bác sĩ nằm trên giường nhớ lại trong giấc mơ đêm nay cậu bé đáng yêu hình như tâm trạng không tốt lắm mấy ngày rồi anh đều mơ thấy cùng một triều đại cùng một nhân vật chính nếu là người khác hàng ngày đều mơ thấy cuộc sống của một người khác chắc chắn đã suy sụp tinh thần hoặc hoài nghi cả thế giới rồi nhưng bác sĩ không biết vì sao lại thích ứng rất nhanh, lại còn chờ đợi xem sẽ mơ thấy gì tiếp, mỗi tối đều ngủ sớm lên 2 tiếng đồng hồ, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học. Hơn nữa anh phát hiện ra, cũng không biết là vì sao, nếu đêm ngủ ở phòng trực ban bệnh viện thì anh hoàn toàn không mơ thấy gì, chỉ có ngủ ở nhà mới mơ. Như vậy cũng tốt, hàng đêm đều xem phim cổ trang dài tập miễn phí. Dạo này tâm trạng bác sĩ rất tốt tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà lớn, lại được sở hữu luôn ngôi nhà. Sau đó nhờ phẫu thuật liên tục đạt chỉ tiêu, nên kiếm được một khoản tiền thưởng kha khá của bệnh viện, lương cứng cũng được tăng mạnh. Từ trong máu, anh vẫn là một tiểu thị dân, có tiền thì mua được nhiều đồ ăn ngon hơn thôi. Bác sĩ cảm thấy dạo này vận may của mình tốt quá mức. Hôm nay khi đi làm, đi ngang qua hàng bán vé số, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đi vào mua một tấm nhưng mua xong thì anh hối hận, gửi gắm hy vọng vào một cơ may mong manh đến thế này, không hề giống việc làm của một người thông minh như anh. Anh ném vé số vào trong ví, rồi quên luôn chuyện này, coi như cống hiến cho sự nghiệp phúc lợi vậy, năm 298 sau công nguyên. Thạch Hy mặt không biểu cảm, đi trên nhà thủy tạ trong Kim Cốc Viên. Kim Cốc Viên là biệt thự mà cha cậu xây mấy năm trước. Nói là biệt thự thực ra là một khu vườn rừng tư nhân rộng lớn dựa vào thế núi mang sơn xây quanh một thung lũng nhỏ bên trong mượn sông ngòi tự nhiên đào thêm kênh đào chảy quanh các đình đài lầu gác rồi đổ xuống phía bên núi trong lầu gác thì đầy những mỹ nhân mỗi khi đến giờ ăn cứ đặt những chiếc hộp xuống đầu sông trên đỉnh núi để những người đẹp tùy ý vớt lên những hộp thức ăn không được ai chọn sẽ trôi xuống bên dưới phía cuối kênh đào là người hầu nhà họ thạch có thể để cho họ ăn nếu năm xưa nhà Vương Khải chỉ đến lúc mở tiệc mới có khúc thủy lưu thương giữa đình đài, thì nhà họ thạch ngày nào cũng có. Thạch Sùng thường xuyên mời tao nhân mặt khách tới Kim Cốc Viên ngâm thơ làm câu đối, ngày đêm yến ẩm, lập tức nổi danh hơn cả yến tiệc nhà họ Vương, được gọi là Kim Cốc Tập Hội danh nổi như cồn. Nghe nói vì đó mà còn ra một quyển Kim Cốc thi tập, Thạch Sùng tự mình viết lời tựa. Kim Cốc Viên được xếp vào một trong mười cảnh đẹp của Lạc Dương được người đời truyền tụng. Cuộc sống của Thạch Hy càng thêm xa xỉ mà cũng càng thêm buồn rầu. Năm nay cậu 10 tuổi, từ lâu đã thất vọng hết lần này đến lần khác khi mong ngóng cha. Cha cậu từng tự hào nói, ngày xưa còn cần dẫn cậu đi mở mang tầm mắt. Bây giờ có thể ở luôn trong kim cốc viên là gặp được hết những người cần gặp. Nhưng cậu chẳng hề mong muốn cuộc sống như vậy. Cậu lớn lên sẽ làm được gì? Sau khi kế thừa gia sản kết xù này, sẽ mê mẩn sự giàu sang như cha cậu. Gần đây cha cậu còn đi đấu với Vương Khải, so xem ai giàu hơn. Họ Vương dùng mật để rửa nồi, họ Thạch liền dùng nến để thay củi nấu cơm. Họ Vương lấy bãi tơ tím làm màn che 40 dặm, họ Thạch liền dùng vải gấm đắt tiền hơn làm màn che 50 dặm. Vương Khải dùng sáp đá đỏ để trát tường, họ Thạch dùng bột hoa tiêu để trát tường. Mỗi lần đấu đá là hàng ngàn lạng vàng khiến người khác phải mắt tròn mắt dẹt, đúng là quá nhiều tiền, quá thoải mái. Nhưng với Thạch Hy mà nói, cậu ghét đến cùng cực cái trò đọ dầu này, nhưng cha cậu thì vẫn không biết mệt mỏi, cả nhà họ Thạch trên dưới đồng lòng, thề phải thắng họ Vương. Hôm nay Vương Khải đích thân đến Kim Cốc Viên, nghe nói đi thẳng từ cung vua ra. Thiếu gia, hậu tướng quân còn cầu đến cả hoàng đế, đúng là không chịu thua. Người hầu dẫn đường cho Thạch Hy có tin tức nhanh nhạy, đã lãi nhãi được một lúc, hầu tướng quân là quan chức hiện giờ của Vương Khải. Kinh động đến cả hoàng đế ư, cương mặt trẻ con của Thạch Hy bỗng trở nên nặng nề. Người hầu còn nghĩ thiếu gia nhà mình lo cho sự thắng thua của cha, liền vội vàng nói tiếp, thiếu gia chớ lo, cho dù hoàng đế có gấp sức, cũng chẳng ăn thua đâu. Nghe lời khẳng định chắc nịch đó, vẻ mặt của Thạch Hy lại càng nặng nề hơn. Đây là sự tự tin lớn đến mức nào, đến vua một nước mà còn không coi ra gì, càng quấy đến mức đó ư? Hoặc là nên thấy đau lòng vì đất nước này đã suy bại đến mức này, trò đọ dầu tốn người tốn của, hoàng đế không ngăn cấm đã đành, lại còn ngang nhiên ủng hộ. Trong Kim Cốc Viên có tòa lầu sùng ỷ cao đến trăm trượng, xây cho riêng Lục Châu ở. Lầu sùng ỷ cực kỳ xa hoa, thứ châu báu gì có thể nghĩ tới thì trong lầu đều có thể nhìn thấy có thể thấy lục châu cực kỳ được sủng ái mỗi khi có khách đến nhà thường đều bày tiệc ở đình đài dưới lầu sùng ỉ lần này cũng không ngoại lệ khi thạch hy đến đây vừa hay bắt gặp vương khải đang khoe khoang với khách khứa một cây san hô cao hai thước vật báu như cây san hô người thường có khi còn chẳng nhìn thấy bao giờ nghe nói chỉ có ở nơi biển sâu vùng nam hải mới có là một trong bảy báu vật nhà phật tượng trưng cho may mắn giàu sang, là vật lành hiếm có. Hơn nữa, cây sang hô mà Vương Khải đem tới, cành nhánh dày đặc, màu đỏ thẳm như máu, cao đến hai thước, đã là thứ cực hiếm gặp trên thế gian rồi. Chẳng trách mà Vương Khải dương dương đắc ý, gọi hết văn nhân nhã sĩ Đức Lạc Dương đến Kim Cốc Viên nhìn ngắm, nhất quyết phải khoe mẹ trước mặt đông đảo mọi người. Thạch Hy nhìn thấy cảnh tượng này, hơi nhăn mày, trong tiềm thức cậu muốn đứng cạnh cha. Nhưng khách khứa hôm nay Vương Khải gọi đến quá đông, ai ai cũng muốn chen vào xem. Thạch Hy nhỏ bé không chen vào nổi, thậm chí bởi vì không đủ cao, nên phía trong đang xảy ra chuyện gì cậu cũng không nhìn rõ. Khi cậu đang nhăn nhó, thì cổ tay bị ai đó nắm lấy, kéo ra phía bên ngoài. Thạch Hy chỉ hơi dễ dụa một chút, khi đã nhìn rõ người đó là ai, cậu liền đi theo người đó đến ngọn giả sơn phía ngoài đình đài. Đứng trên này là có thể xem hết mọi thứ trong đình đài. Nhưng Thạch Hy vẫn miếng môi, đòi kháng nghị, ta muốn đến chỗ cha ta, nhưng lúc sự việc còn chưa đến nỗi khó giải quyết. Muộn mất rồi, nhạc sư khẽ thở dài. Thạch Hy thất kinh, lập tức nhìn về giữa đình đài, bắt gặp cha cậu đang vung bừa tay lên, lấy cây như ý trong tay đập vỡ luôn cây sang hô cực quý giá. Tất cả đều xôn xao. Thạch Hy đầu óc quay cuồng, xích thì rơi từ trên hòn giả sơn xuống may mà nhạc sư đứng cạnh đã có đề phòng, túng được người cậu. Vương Khải nổi cơn tam bành, chỉ vào thạch sùng mà chửi đổng, ngầm ám chỉ ông ta không chịu thua nên dở trò này nọ. Thạch sùng thì không quan tâm lắm, đưa cây như ý của mình cho người hầu, từ tốn nói, đâu cần phải thế, ta trả ông một cây khác. Lời vừa dứt, liền có mấy người hầu xếp hàng đi từ lầu sùng ỉ ra, khuân vài cây sang hô mỗi cây đều cao lớn rậm rạp hơn cây của Vương Khải đem tới, trong đó có tới 7 cây sang hô cao khoảng 3-4 thước. Từng chậu cây sang hô được xếp thành mấy vòng tròn quanh đình đài, dưới ánh nắng tỏa sáng rực rỡ, khí lành muôn vạn, khiến người xem không mở nổi mắt. So với số này, những mảnh vỡ của cây sang hô bị đập vụn kia nằm lăn lóc dưới mặt đất, mặc cho người ta giẫm đạp lên. Vương Khải nín lặng, không có mặt mũi nào đòi bồi thường nữa, xấu hổ đi về. Thạch Sùng cười đắc ý, đi mời các vị khách ở lại tham dự yến tiệc. Có điều khách hứa đến xem thực sự quá đông, Thạch Sùng bèn đặt tiệc ở chỗ khác, rồi cho người hậu dêm toàn bộ số cây san hô này đi theo, bày một bữa tiệc san hô trước nay chưa từng có. Có lẽ sau hôm nay, lại có hàng đống các bài thơ ca ngợi san hô ra đời. Sau khi Thạch Sùng đi đầu rời khỏi đó, các vị khách cũng lũ lượt đi theo, cả đám người chẳng mấy chốc đã đi hết khỏi đình đài chỉ trơ lại một đống mảnh vỡ sang hô, nằm cùng bụi bặm. Thạch Hy không đi theo, cậu cố gắng bám vào đá để đứng vững, trong đầu lại hiện ra cảnh mấy năm trước cha dẫn đi dự tiệc nhà Vương Khải. Tấn tuần hôm nay, có khác gì với ngày đó dâu? Có khác thì ở chỗ, Vương Đôn coi mạng người như cỏ rác để được thành danh. Còn lần này, Thạch Sùng cha cậu cũng sẽ lập tức vang danh khắp Lạc Dương, vì coi tiền bạc như đất. Ha ha, không khéo còn có thể lưu danh trong sự sách ấy chứ danh là danh tiếng danh vọng lợi là lợi lộc lợi ích thạch hy lẩm bẩm một mình chẳng lẽ hai chữ danh lợi khiến người đời say mê đến thế sao câu hỏi này mấy năm trước nhạc sư không thể trả lời đến nay vẫn không thể trả lời thạch hy chán nản đi xuống khỏi hòn giả sơn buồn bã rời đi cậu đương nhiên không muốn đến cái nơi gọi là tiệc san hô kia nhưng cũng không có quyền thẳng thừng phản kháng lại người cha uy danh rất lớn của mình sau khi thạch hi đi từ trong lầu sùng ỉ một người con gái thân hình tuyệt đẹp từ từ bước ra nàng có nhan sắc diễm lệ mặc một chiếc áo xanh ngọc bích bên dưới trang trí bằng vài dải dây gấm nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước đi của nàng đẹp huyền ảo mỗi lần nàng đưa tay nhấc chân đều như đang múa như ẩn chứa một nhịp điệu nào đó mê hoặc lòng người Nàng chỉ cài duy nhất một chiếc trăm nạm một hạt châu màu xanh lục, ngoài ra trên người nàng không còn đồ châu báu trang sức gì nữa. Người đẹp thực sự, không cần bất cứ thứ châu báu gì, cũng tự khắc tỏa sáng. Nếu ban nãy nàng xuất hiện ở đình đài, thì bao nhiêu cây san hô kia cũng không thể che lấp ánh sáng của nàng. Người con gái đó chính là lục châu sắc đẹp nổi tiếng Lạc Dương. Trên vai nàng khoác hờ hững một chiếc áo bào lụa màu mận chính, nàng rạo bước tới giữa đình đài. Trên gương mặt tuyệt mỹ, không có sự ngọt ngào và mê hoặc của ngày thường, mà hiện lên nỗi tức giận và hối hận. Lục Châu cúi người xuống nhặt một mảnh sang hô vỡ, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng phủi bụi bám trên đó, cho dù còn chưa ngưng tụ thành tinh phách, nhưng cũng là báu vật tập hợp linh khí trời đất ngàn vạn năm mới thành hình. Sao ông ta dám? Thứ gì quá dễ dàng có được, con người thường không biết trân trọng. Nhạc sư đi từ hòn giả sơn xuống, nói bình thản. Có lẽ những việc như vậy đều nằm trong dự liệu của gã. Gã nhìn Lục Châu đang cáu giận, biết rằng dù mình có cảnh cáo thì cũng không mấy tác dụng, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, cứ kiên nhẫn chờ đợi, thạch sùng còn 10 năm dương thọ, đừng vì một người phàm mà tổn hại bản thân. Ông ta là người tôi chọn, tôi hiểu mà. Lục Châu nhẹ nhàng nói, nhưng nàng ngầm nắm chặt lấy miếng sang hô trong ống tay áo. Bác sĩ tỉnh dậy trong cơn mơ màng, vò lên mái tóc rối như tổ cú những cây san hô rực rỡ trong mơ dường như vẫn còn đang quay quay trước mắt nhưng tại sao người kia có thể đập vỡ cây san hô như thế bác sĩ không biết vì sao trong lòng nổi lên một cơn giận khó tả điều này không phù hợp với tính cách của anh cây san hô đó có đẹp đến mấy cũng là một vật chết đối với những người giàu có chẳng qua cũng chỉ như vô tình đánh vỡ cái chén cái cốc thôi nhưng bác sĩ thấy bực bội những người thời cổ đó thật là chịu chơi, cho dù là vương đôn chém người đẹp mời rượu, hay thạch sùng đỏ dầu, đều là để khoe mẻ mà thôi. Đấy, anh đã tìm ra được triều đại trong bộ phim dài tập trong mơ rồi. Còn việc vì sao tối nào anh cũng mơ thấy cuộc sống của một người khác, thì bác sĩ không rõ, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới cuộc sống thực của anh, nên anh không để trong lòng. Bản nhạc hành khúc thổ nhĩ kỳ hùng tráng lại vang lên, bác sĩ cầm điện thoại lên xem, Nhận ra đây đã là lần báo thức thứ ba rồi. Kỳ quái thật, sao hôm nay Thang Viễn không xông vào phòng để kháng nghị? Đánh răng rửa mặt xong, bác sĩ thấy Thang Viễn đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, ngay người nhìn chầm chầm vào tờ báo. Bác sĩ tò mò đi qua xem thì thấy trên bàn trà trước mặt Thang Viễn ngoài tờ báo ra còn có tờ vé số mà anh mua mấy hôm trước. Bác sĩ thấy hơi khó chịu cái chuyện mua vé số này nọ không phải việc mà một bác sĩ ngoại khoa lý trí như anh có thể làm. Anh định tìm cớ như kiểu người khác mua xong dúi cho anh, thì thang viễn đã đứng bật dậy, hai mắt sáng rực cầm tờ vé số chạy tới. Chú ơi! Trúng rồi! Dài dạ nhất, thang viễn bắt đầu nói cuốn nói quýt. Mấy năm trước cậu đều sống cô lập cùng sư phụ, nhưng cũng biết thứ này quan trọng đến thế nào. Hơn nữa bỗng dưng có khoản tiền to rơi từ trên trời xuống con số lớn đến mức khiến cậu sợ hãi. Phản xạ đầu tiên của bác sĩ là tự nhéo đùi. Ái! Đau quá! Đây không phải là mơ rồi. Năm ba trăm sau công nguyên, Lục Châu đứng trên tầng đỉnh lầu sùng ỉ, nhìn mặt trời chiều đang ngã dần về Tây, trên gương mặt tuyệt mỹ là một sự bình thản đến chết chóc. Nàng nghe thấy có tiếng bước chân theo nhịp điệu ở cầu thang đằng sau, không quay đầu lại, nàng chỉ khẽ hỏi, cậu ta đi chưa? Người đi lên lầu là Nhạc sư, gã đến nhà họ Thạch đã 6 năm, nhưng gương mặt vẫn trẻ trung như ngày nào, không hề có chút gì thay đổi. Lục Châu cũng như vậy. Có điều một người thì luôn nấp sau người khác, một người thì dù được coi là người đẹp đệ nhất Lạc Dương, nhưng mỗi khi gặp người khác đều tươi tắn rực rỡ, người ta đều nghĩ rằng nàng song phấn điểm trang nên thế. "Đi rồi." Nhạc sư trả lời bình thản nhưng trong mắt vẫn có nỗi đau buồn không che đậy được. Lần nào cũng không sống được qua 12 tuổi, con người quả thật là yếu đuối. Lục Châu cảm khái nói, nhìn từ lầu sùng ỉ xuống dưới, có thể thấy vườn khê cốc mà Thạch Hy ở đã dựng phướng trắng, loáng thoáng nghe có tiếng khóc vọng lại. Lục Châu khẽ thở dài, dù sao cậu bé Thạch Hy cũng rất đáng yêu. Nhạc sư trầm lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn ánh tà dương nhộm đỏ một án mây rực rỡ dần đưa mình thoát khỏi nỗi bi thương. Gã đi lên lầu sùng ỷ là BOI có một việc khác. Lục châu này, thạch sùng chỉ còn 8 năm dương thỏ, cô cần gì phải vậy? Nhạc sư không hiểu lắm những việc làm của lục châu. Thạch sùng rõ ràng là chưa đến lúc chết, nhưng lục châu cố tình tung ra tin tức để mọi người biết nguyên nhân thạch sùng giàu lên đột ngột là nhờ cô. Quả nhiên có người đã đến muốn mang lục châu về, thạch sùng thì thà chết không nghe. Đương nhiên, với những người không rõ chân tướng, họ chỉ nghĩ ông ta tham luyến sắc đẹp của Lục Châu. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chân thân của Lục Châu thực ra là một viên thương Ngọc Tảo. Thiên Ngọc Tảo trong sách lễ ký chép, Ngọc Tảo của Thiên Tử, có 12 lưu, rượu ở phía trước và sau. Gọi là Ngọc Tảo, thực chất là từng hạt ngọc nối với nhau thành một dây lưu. Trước sau mỗi một lưu có lòng 12 viên ngọc ngũ sắc, thứ tự màu lần lượt là đỏ, trắng, lục sẫm, vàng cam, đen, tổng cộng sâu thành 12 lưu, treo trước và sau mũ miệng của thiên tử. Chiếc mũ miệng sớm nhất trên thế giới là miệng của hoàng đế. Trong tay ông có năm mảnh vỡ của đá ngũ sắc để lại từ thời nữ oa A vá trời, liền đem mảnh vỡ mài thành ngọc tảo, buộc lên mũ miệng. Chỉ có năm viên ngọc tảo đó là thực sự có tinh phách, nhưng ngoài hoàng đế ra, không còn ai biết trong số 288 viên ngọc tảo trên mũ miệng năm viên nào mới là loại đặc biệt. Năm viên ngọc tảo có màu đỏ, trắng, lục sẫm, vàng cam, đen lần lượt đại diện cho sinh sản, tử vong, tài sản, lương thảo, quân đội, đó là năm yếu tố quan trọng nhất của vị vua trị vì đất nước, nó mới thực sự là ngọc tảo của thiên tử. Mũ miệng của hoàng đế được truyền đời, rồi bị hủy hoại trong chiến tranh, 288 viên ngọc tảo bị chia chác bằng hết năm viên ngọc tảo của thiên tự có tinh phách cũng không rõ đã đi đằng nào. Không ai biết tại sao trên mũ miệng lại phải dùng ngọc tảo năm màu để treo trang trí, nhưng đều làm theo lễ cổ mà chế mũ miệng. Có điều về sau này, ngọc năm màu rất khó tìm, nên từ cuối đời Hán, 12 dây lưu trên mũ miệng hoàng đế đều sâu bằng ngọc trắng hết. Lục Châu chính là viên thương ngọc tảo màu xanh lục sẫm, một trong năm viên ngọc tạo đó, trong trăm ngàn năm đã qua tay nhiều người vài năm trước mới hóa thành hình người được. Nhạc sư cũng do vô tình mới biết được thân phận của nàng, nhưng chưa từng có ý định dòm ngó. Bản thân Ngọc Tảo biết chọn chủ, nhưng không phải cứ có được là tốt. Có được và giữ được là hai chuyện khác nhau, cái tội mang vật báu, không phải ai cũng có được kết cục tự tế. Vì sao lòng tham của con người lại vô tận? Lục Châu cúi đầu vước tay lên lan can trước mặt từng viên gạch viên ngói ở lầu sùng ỉ đều dùng nguyên liệu tốt nhất để làm. Đến lan can cũng là ngọc trắng hiếm có điêu khắc thành, án mây chiều phản chiếu lên đó tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Nhạc sư không biết nói gì, gã cũng là người, tất nhiên phải hiểu thế nào là lòng tham. Gã vẫn sống đến tận bây giờ, cũng là vì lòng tham. Ta không thể nói chuyện với những chủ nhân trước, họ hoặc là gắn ta lên đồ trang sức, hoặc là để trong hộp kính, nhưng ai ai cũng vậy, chỉ cần giàu lên nhanh chóng là liền sinh tà niệm, hoặc là lạm sát người vô tội, hoặc là tùy tiện phá hoại. Vậy thì ý nghĩa tồn tại của ta là gì? Lục Châu, nhạc sư Trần Trừ nói, nhưng không biết phải khuyên nhủ thế nào. Linh vật trong trời đất không như con người, không có cha mẹ hay thầy giáo dạy bảo, chúng tập hợp linh khí ươi đất mà thành khi tình phách hình thành tự khắc có những nguyên tắc hành sự riêng có điều nếu cứ mãi đâm đầu vào bế tắc thì rất dễ biến thành tà vật nhưng điều đáng buồn cười là linh vật hay tà vật hoàn toàn được phân loại dựa vào việc có đem đến lợi ích cho con người hay không nhạc sư không định khuyên gì chỉ im lặng đứng đó một lúc thở dài buồn bã rồi quay người chậm rãi đi xuống lầu lục châu vẫn dựa vào bên lan can mặt trời đã khuất một nửa sau đường chân trời không chiếu được tới gương mặt đã chìm vào điên loạn của nàng. Cho dù như vậy, nàng vẫn đẹp đến siêu lòng. Nhạc sư từng bước rời khỏi lầu sùng ỉ, khoảnh khắc ánh tài dương đã hoàn toàn tắt, phía sau lưng gã có tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Tiếng kêu thét vang lên tứ phía, những cô hầu gái kêu ầm lên lục châu rơi xuống lầu rồi. Nhưng điều đó không khiến nhạc sư dừng bước. Một hạt châu màu xanh lục đã bị nứt lăn đến dưới chân gã. Nhạc sư chỉ bình thản nhìn rồi dứt khoát đi ra ngoài kim cốc viên. Từ một linh vật thích ban sự giàu có cho người khác, giờ lại biến thành một tà vật thích nhìn người ta sa đọa vì giàu có. Hừ, viên thương ngọc tảo này thì ra ở đây. Một giọng nói đều đều vang lên trong phòng của bác sĩ, nếu như thang viện ở đây, chắc chắn sẽ kêu lên đây chính là vị đại sư huynh bắt sư phụ cậu phải ném cậu ra ngoài. Triệu Cao ngắm nghía viên thương ngọc tảo ở trên tay con mèo chiêu tài, không rõ người nhặt được viên thương ngọc tảo này có biết sự tình của nó không nếu không vì sao lạc biết đặt nó lên trên tay con mèo chiêu tài này nhưng hắn nhìn xung quanh căn phòng chật đến nỗi chỉ vừa đủ xoay người tự cười bản thân hắn quá đa nghi rồi có lẽ chỉ là trùng hợp triệu cao lấy viên thương ngọc tảo không hề khách sáo hoàn toàn chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào khi tự tiện lấy đồ người khác dù sao nó cũng là thứ tà vật hắn lấy đi hạt châu này người kia phải cảm ơn mới đúng hắn quay người bỏ đi không hề nhận ra trong một chiếc giỏ tre ở góc phòng có mệt con rắn nhỏ màu trắng đang cuộn chặt mình ở đó nhìn hắn run rẩy triệu cao rời đi không được bao lâu bác sĩ và thang viễn đã về hai người họ cúi đầu chán nản cả hai đều thất vọng đúng là trêu ngươi mình cái vé chú mua là của kỳ quay thượng trước vì sao số trúng giải của kỳ này với kỳ trước lại giống hệt nhau vậy? Thang viện vuốt mặt, cảm thấy nhất định là bác sĩ đang trêu cậu. Cùng một số cả, vì sao chú không mua luôn kỳ này? Làm sao chú biết được? Bác sĩ cũng buồn bực, mấy cái số này là do anh chọn bừa. Nếu anh mà mua muộn hai ngày, có khi nào đã trở thành triệu phú? Nhưng của từ trên trời rơi xuống mình chưa chắc đã có phúc mà hưởng, vốn là người lạc quan. Bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, xoa đầu thang viễn an ủi, không trúng giải thì thôi, nhưng chú vẫn mời được cháu đi ăn bữa buffet. Đi thôi. Ô yê, thế thì cháu muốn ăn ở khách sạn năm sao. Thang viễn lập tức như được sống lại. Đi thôi. Bác sĩ lặng lẽ sợ lên ví mà rơi lệ, may mà anh nhớ trẻ em cao dưới một mét khối được giảm nửa giá buffet. Ơ, ờ, khoan đã, thằng bé thang viễn hình như cao lên rồi thì phải lệ rơi.